Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay toàn miền Bắc có một ngày làm việc đầu năm với thời tiết thuận lợi, nắng đều vào ban trưa, sương tan nhanh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Điều này được lý giải là do khu vực này chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam khối không khí lạnh lục địa tăng cường lệch đông, trên cao trường gió Tây có cường độ mạnh. Cũng chính vì thế, nhiều nơi khu vực Đông Bắc cũng có mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất vùng núi từ 11 đến 13 độ. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam khối không khí lạnh lục địa suy yếu dần, nên khu vực này có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 13 đến 15 độ, ở vùng núi, trung du và ven biển từ 18 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở vùng núi từ 20 đến 22 độ, trung du và ven biển từ 23 đến 25 độ. Với các tỉnh miền Nam vẫn nằm trong cực nóng của những ngày trong và sau Tết, nên nhiệt độ vẫn duy trì từ 28 đến 33 độ ngày nắng. Với điều kiện thời tiết này, quý vị và các bạn cần lưu ý việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ. Ngoài những bệnh đường hô hấp, việc phòng tránh các bệnh lây lan như sởi, cúm là việc cần thiết để đảm bảo những ngày xuân khỏe mạnh. Đặc biệt, hiện tượng sương mù vẫn diễn ra phổ biến vào sáng sớm. Do vậy, các bác tài cần lưu ý tốc độ và tầm nhìn để đảm bảo những cung đường an toàn trong dịp đầu xuân mới. Còn ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai.